nhằm chào đón năm mới. Thầy và trò trường Trung học Phổ thông Vĩnh Xuân đã có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đầu tháng 12 năm 2019, Tổ Hóa sinh nhà trường kết hợp với Đoàn Thanh niên đã tổ chức cho học sinh trồng hoa đón Tết. Kết quả vận động, tất cả 33 lớp học cùng tham gia, mỗi lớp trồng 5 chậu hoa vạn thọ chuẩn bị đón xuân về. Nhiều năm qua, Chùa Quan Âm luôn đồng hành với nhà trường trong công tác hỗ trợ học sinh khó khăn những bữa cơm trưa đầm ấm, tràn chứa tình yêu thương. Ngày 9 tháng 1 năm 2020, Chùa Quan Âm đã phối hợp tổ chức tiệc tất niên cho học sinh nhà trường với hơn 300 phần ăn chay miễn phí. Tại bữa tiệc tất niên, quý sư thầy và mạnh thường quân chùa Quan Âm đã dành trọn tình cảm và sự quan tâm cho các em học sinh khó khăn thông qua các phần ăn tuy đạm bạc nhưng tràn chứa tình thương yêu. Lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và đặc biệt là học sinh nhà trường ghi nhận và xem đây là động lực to lớn trong công tác dạy và học, quyết tâm trao dồi trí tuệ, bản lĩnh cho học sinh khó khăn vùng sâu. Sáng ngày 18 tháng 1 năm 2020, Ban giám hiệu nhà trường, Đoàn Thanh niên và giáo viên chủ nhiệm các lớp 10 đã phối hợp tổ chức buổi trải nghiệm thăm viếng, thắp hương ở Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Trà Ôn cho tất cả học sinh khối lớp 10. Đây là hoạt động hàng năm của nhà trường nhằm giáo dục ý thức uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân đã hy sinh để các em có được hòa bình, thịnh vượng như ngày hôm nay. Tại buổi trải nghiệm, các em học sinh đã thành kính quét dọn vệ sinh khuôn viên nghĩa trang, chăm sóc mộ phần, thắp hương tưởng nhớ đến sự hy sinh lớn lao của các vị anh hùng liệt sĩ, qua đó hun đúc tinh thần quyết tâm học tập, xứng đáng với các bậc tiền nhân đi trước.
Chiều ngày 18 tháng 1 năm 2020, nhà trường đã tổ chức họp mặt mừng Đảng mừng Xuân Canh Tí 2020 cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Tại buổi họp mặt, ban giám hiệu đã tổng kết lại một số hoạt động nổi bật trong năm qua của nhà trường, động viên giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục phấn đấu nhằm đạt các mục tiêu còn lại của năm học với kết quả cao nhất. Trường cũng đã trao đại diện cho các tổ chuyên môn phần quà Tết nho nhỏ để giáo viên, nhân viên nhà trường cùng đón Tết, vui xuân bên người thân. Qua đây, lãnh đạo nhà trường cũng đã gửi lời chúc Tết đoàn viên đầm ấm, hạnh phúc đến gia đình quý giáo viên, nhân viên nhà trường. Này, công đoàn nhà trường cũng đã tổ chức sinh nhật tập thể cho quý giáo viên, nhân viên có ngày sinh nhật trong tháng 1. Buổi họp mặt đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm và đầy tình cảm. Cho học sinh toàn trường. Qua hoạt động này, học sinh được rèn luyện, trao dồi kỹ năng làm việc tập thể, kỹ năng quản lý, kỹ năng kinh doanh, kỹ năng ngoại giao. Đồng thời cũng tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho toàn thể học sinh và giáo viên, nhân viên nhà trường trước khi về nghỉ Tết cùng với gia đình. Lãnh đạo nhà trường đã thay mặt trao tặng hơn 30 phần quà, trích từ quỹ xã hội hóa và quỹ tiết kiệm của học sinh cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập.
lễ khai mạc là phần nội dung chính của hoạt động trải nghiệm hội chợ xuân. Mỗi lớp tự tổ chức một gian hàng với những mặt hàng đặc trưng của đơn vị lớp mình. Ngoài ra, ban tổ chức cũng tổ chức nhiều gian hàng trò chơi dân gian có thưởng cho học sinh tham gia trải nghiệm. Từ trước, buổi trải nghiệm diễn ra trong không khí náo nhiệt, vui tươi và đầy ý nghĩa. Sau buổi trải nghiệm hội chợ xuân, lãnh đạo nhà trường cùng đại diện các đoàn thể, tổ chuyên môn đã tổ chức thăm viếng, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tươi. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa được thực hiện hàng tháng trong nhiều năm nay của nhà trường. Đây là tấm lòng của tập thể giáo viên, nhân viên và của toàn thể học sinh trường Trung học Phổ thông Vĩnh Xuân, nhằm phần nào giúp mẹ nguôi ngoai nỗi đau mất mát, có thêm niềm vui trong cuộc sống với con cháu, với gia đình.